你的话。
tam bảo khắp mười phương. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Chị em tất cả bác gia trong mọi khi con sám hối là chín phương đời mười phương chư Phật mười phương chư pháp mười phương chư tăng đệ tử con bác gia trong mọi chị em chúng con đầu năm năm mới lễ mỏng lòng thầy năm di hoa hội để đem miệng về tâu đem đầu bá yết để lễ mỏng lòng thầy những ngày đèn rời sơ khắc cũng từ chúng mình công đức cho bách gia thân họ em cũng còn họ ba họ trần trong an ông là bộ bản thân mình tôi là bộ bản thân ba đình Hà Nội của chị em chúng con nhất tâm nhất niệm nhất thiết nhất thành để lễ mỏng lòng thành để cử con xin đem đầu sám hối. Vạn thế sở tạo chư ác nghiệp tai do vô thị tham sân thị thẩm thân thấu ý chi sở sinh nhất yên ngang kim lai sám hối như thế nhất thiết chư nghiệp trường giác tai tiêu diệt thần vô dư niệm niệm chi chư pháp giới quảng độ chúng sinh giải.